Quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thành phố Châu Đốc. Hôm nay chủ nhật ngày 12 tháng 9 năm 2021. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự hôm nay, sau phần tin có bài là chắn thép giữ gìn biên giới Tây Nam kỳ 3, Công an An Giang vì dân phục vụ. Trước hết kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin. Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 vừa ban hành công văn số 3614 về việc quy định các biện pháp tăng cường trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 15 trên CTTTG của Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện công văn số 2799 trên BCD KGVX ngày 9 tháng 9 năm 2021 của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang về việc quy định các biện pháp tăng cường trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 15 trên CTTTG của Thủ tướng Chính phủ. Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thành phố yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan ban ngành, đoàn thể thành phố và Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 các phường xã triển khai thực hiện một số nội dung sau đây. 1. Tổ chức thực hiện thật nghiêm các giải pháp phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 15 trên CTTTG của Thủ tướng Chính phủ, được quy định tại công văn số 960 trên UBND KGVX ngày 7 tháng 9 năm 2021 của Quỹ ban nhân dân tỉnh. Công dân số 3.506 trên BCDVX ngày 6 tháng 9 năm 2021 và kế hoạch số 170 trên KHBCD ngày 8 tháng 9 năm 2021 của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thành phố. 2. Các biện pháp tăng cường trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 15 trên CTTTG của Thủ tướng Chính phủ cần khẩn trương triển khai thực hiện yêu cầu toàn thể nhân dân trên địa bàn hạn chế tối đa việc ra khỏi nhà khi không thực sự cần thiết. Chỉ ra khỏi nhà trong trường hợp phải mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại cơ quan, đơn vị nhà nước, lực lượng vũ trang, làm việc tại doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ được phép hoạt động, áp dụng triệt để 5K. Không tập trung quá 5 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng tạm dừng các nghi lễ tôn giáo, hoạt động tôn giáo tập trung từ 5 người trở lên tại các cơ sở tôn giáo tín ngưỡng thờ tự. Dừng việc di chuyển từ dùng đang có dịch, dùng đang thực hiện chỉ thị số 16 trên CTTTG đến các địa phương khác. Hạn chế tối đa việc di chuyển từ huyện này sang huyện khác, trừ trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ và các trường hợp cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết, xe đưa đón công nhân, chuyên gia, người cách ly, xe chuyên chở nguyên vật liệu sản xuất, hàng quá, tổ chức kiểm soát chặt tại tuyến biên giới và các cửa ngõ ra vào thành phố nhằm hạn chế tối đa nguồn lây nhiễm từ bên ngoài vào trong địa bàn. Tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn, trừ các cơ sở kinh doanh các loại hàng quá, dịch vụ thiết yếu, theo danh mục do Sở Công Thương quy định cho phép các nhà hàng, cơ sở kinh doanh, dịch vụ ăn uống, giải khác được phép hoạt động kinh doanh theo hình thức bán mang đi hoặc giao hàng tại nhà thông qua lực lượng giao nhận hàng do Quỹ ban Nhân dân các xã phường cấp giấy phép hoạt động trong khung giờ từ 6 giờ sáng đến 18 giờ hàng ngày, có hạn chế về số lượng cấp phép và phải luôn tuân thủ các biện pháp an toàn phòng chống dịch theo quy định. Các doanh nghiệp công nghệ thông tin, diễn thông, truyền hình, kinh doanh thiết bị, dụng cụ học tập tiếp tục hoạt động theo công văn số 789 trên UBND KGVX ngày 29 tháng 7 năm 2021 của Quỹ ban nhân dân tỉnh. 3. Giao trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các phường xã khẩn trương phối hợp công an, tăng cường hình thức quản lý người dân ra khỏi nhà khi không thực sự cần thiết, có thể áp dụng hình thức cấp giấy đi đường tổ chức các tổ kiểm soát lưu động để nhắc nhở xử lý các trường hợp vi phạm trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 15 trên CTTTG của Thủ tướng Chính phủ, như việc tụ tập đông người tại các điểm công cộng, ra khỏi nhà khi không cần thiết, không mang khẩu trang, các cửa hàng không thiết yếu, vẫn mở cửa hoạt động. 4 giao phòng văn hóa và thông tin phối hợp trung tâm văn hóa thể thao và truyền thanh thành phố tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân đối với tình hình dịch bệnh trong tỉnh và thành phố, khuyến nghị người dân tự giác chấp hành các yêu cầu, các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Thực hiện đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ mình, gia đình và cộng đồng vì mục tiêu bảo vệ vững chắc và mở rộng vùng xanh an toàn trong thành phố, sớm đưa thành phố trở về trạng thái bình thường mới. Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố kêu gọi cả hệ thống chính trị, nhân dân, đặc biệt là cán bộ công chức viên chức, người lao động, gương mẫu chấp hành và thực hiện nghiêm đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch theo quy định, quyết tâm kiểm soát đẩy lùi dịch bệnh, sớm phục hồi các hoạt động kinh tế xã hội trong thành phố. Ký thai trưởng ban, phó trưởng ban, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trần Quốc Tuấn Ngày 11 tháng 9 năm 2021, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc Lâm Quang Thi đến kiểm tra các điểm xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 toàn dân tại các phường xã trên địa bàn thành phố Châu Đốc. Trong đợt xét nghiệm sàng lọc người mắc COVID-19 đợt 2 này, thành phố Châu Đốc thực hiện xét nghiệm toàn cộng đồng cho 28.597 hộ với 105.993 nhân khẩu. Do thành phố Châu Đốc có một phường trọng điểm, mật độ dân số đông, nhiều ổ dịch phát sinh phường Châu Phú B có nguy cơ rất cao, phường Vĩnh Quân có nguy cơ cao, phường Châu Phú A nguy cơ. Thành phố thống nhất thực hiện test cho tất cả người dân trên toàn địa bàn theo phương thức mẫu gộp 3 người trên một test với 42.395 mẫu. Theo kế hoạch, các phường xã thành phố Châu Đốc thực hiện xét nghiệm sàng lọc người mắc COVID-19 trong hai đợt và hoàn thành vào lúc 21 giờ cùng ngày. Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Long Quang Thi yêu cầu các điểm xét nghiệm phải tổ chức chặt chẽ, đảm bảo thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch, xử lý tình huống nhanh và đúng quy định trong công tác sàng lọc tầm soát. Từ đó phát hiện bóc tách tất cả F0 để chuyển cách ly điều trị kịp thời, không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng. Dịp này, đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Long Quang Thi còn đến kiểm tra công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, an toàn phòng chống dịch tại các bếp ăn từ thiện chùa Phước Duyên, chùa Quỳnh Đạo và các nhà cháu từ thiện của bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh An Giang. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, để kịp thời phát hiện các trường hợp nhiễm nghi nhiễm trong cộng đồng, sáng ngày 11 tháng 9, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh nguy hiểm đối với người trên địa bàn thành phố Châu Đốc đã tổ chức ra quân lấy mẫu xét nghiệm tầm soát SARS-CoV-2 cộng đồng tại 7 xã phường trên địa bàn thành phố. Việc tổ chức lấy mẫu xét nghiệm tầm soát SARS-CoV-2 cộng đồng tại 7 xã phường trên địa bàn thành phố được thực hiện từ 6 giờ 30 và kết thúc vào lúc 21 giờ cùng ngày. Thành phố Châu Đốc có 52 khóm ấp thuộc 7 xã phường với 105.993 nhân khẩu. Tổng số xét nghiệm test nhanh kháng nguyên theo mẫu gợp là 42.395 mẫu. Để đảm bảo lấy mẫu xét nghiệm, thành phố Châu Đốc xây dựng phương án đảm bảo an toàn phòng chống lây nhiễm và áp dụng biện pháp giãn cách xã hội. Và áp dụng biện pháp giãn cách xã hội trong tổ chức xét nghiệm sàng lọc. Trung tâm Y tế thành phố phân công bố trí lực lượng đảm bảo cho việc lấy mẫu xét nghiệm, hỗ trợ các xã phường xử lý các trường hợp phát sinh ca nghi ngờ nhiễm COVID-19 trong quá trình thực hiện xét nghiệm sàng lọc. Song song đó, thành phố Châu Đốc điều động lực lượng công an đảm bảo an ninh trật tự và tham gia công tác truy vết tại địa phương, điều động 1.272 nhân viên y tế học đường, giáo viên ở các trường, đoàn thanh niên, dân quân, ban khớm ấp, lực lượng dân phố, cùng các lực lượng cán bộ, y bác sĩ tỉnh, quân sự tỉnh chi diện, gồm quân sự tỉnh 30 người, công an tỉnh 15 người, bệnh viện sản nhi An Giang 30 người, bệnh viện tai mũi họng 10 người, CDC 10 người, trung tâm tim mạch 9 người, trường cao đẳng y tế 36 người, lái xe 17 người, hỗ trợ tham gia, thực hiện lấy mẫu tầm soát sắc COVID-2 hỗ trợ tham gia thực hiện lấy mẫu tầm soát COVID-19 tại 7 phường xã trong địa bàn thành phố Châu Đốc qua đó tầm soát phát hiện sớm các trường hợp nhiễm sars cov 2 để kịp thời thực hiện các biện pháp xử lý ổ dịch, sớm làm sạch, tiến tới xây dựng dùng xanh an toàn, giúp ngăn chặn giảm nguy cơ lây lan dịch bệnh, kiểm soát tốt, tiến đến giữ vững mở rộng dùng xanh an toàn, trở thành dùng bình thường mới. Sáng ngày 11 tháng 9 năm 2021, cùng với các phường xã khác trên địa bàn thành phố Châu Đốc, phường Châu Phú A tổ chức xét nghiệm test nhanh kháng nguyên sars cov 2 diện rộng lần thứ hai tại 11 khóm trên địa bàn phường Châu Phú A. Phường Châu Phú A có 24.608 người dân với 6.075 hộ gia đình tại 11 khóm. Trên cơ sở đó, Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 phường Châu Phú A đã thành lập 82 tổ với 246 người là cán bộ, nhân viên y tế phường và tổ COVID cộng đồng cán bộ y tế đã nghỉ hưu, giáo viên các trường và cán bộ công chức phường đã tiêm đủ hai liều vaccine. Đến từng nhà lấy mẫu gợp cho từng thành viên trong gia đình với số lượng test là 8.206 mẫu test. Nhìn chung công tác lấy mẫu diễn ra thuận lợi, đảm bảo an toàn. Mọi người dân đều hợp tác, chấp hành theo hướng dẫn của cán bộ phường và nhân viên y tế. Việc lấy mẫu xét nghiệm diện rộng trên địa bàn thành phố Châu Đốc nói chung và phường Châu Phú A nói riêng là một hoạt động nhằm chủ động phát hiện sớm ca bệnh, bóc tách triệt để F0 ra khỏi cộng đồng để đưa đi điều trị, nhanh chóng xử lý các đứt chuỗi lây nhiễm, góp phần kiểm soát dịch bệnh hiệu quả và sớm đưa thành phố Châu Đốc trở lại trạng thái bình thường mới. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 phường Châu Phú B tổ chức thực hiện lấy mẫu xét nghiệm tầm soát SARS-CoV-2 lần thứ hai cho tất cả người dân trên địa bàn phường. Ngay từ sáng sớm, công tác triển khai lấy mẫu xét nghiệm đã được thực hiện thần tốc. Phường Châu Phú B có 100 tổ thực hiện công tác lấy mẫu trên địa bàn 14 khóm. Mỗi tổ có từ 3 đến 5 thành viên. Các tổ đã đồng loạt ra quân thực hiện công tác lấy mẫu test nhanh tầm soát cho 7.362 hộ với 26.209 nhân khẩu. Các tổ lấy mẫu đến từng gia đình để lấy mẫu từng thành viên và thực hiện theo phương pháp test nhanh mẫu gợp hai người. Sự hợp tác giữa người dân và các tổ lấy mẫu thực hiện rất tốt, không để sót người nào. Việc lấy mẫu nhanh, gọn, đảm bảo an toàn, thực hiện nghiêm thông điệp 5K. Các tổ lấy mẫu tuân thủ nghiêm các quy trình quy định về việc lấy mẫu. Các tổ lấy mẫu đang làm việc khẩn trương để tầm soát xác định các trường hợp mắc và nghi mắc COVID-19 để cách ly điều trị, khoanh dùng, dập dịch kịp thời phường cho phú B là dùng có nguy cơ rất cao, do vậy xét nghiệm tầm soát diện rộng SARS-CoV-2 là yếu tố quan trọng hàng đầu nhằm phát hiện sớm người mắc bệnh. Từ đó đánh giá tình hình và có các biện pháp phòng chống dịch kịp thời, xây dựng phương án để đảm bảo sẵn sàng cho công tác phòng chống dịch bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng, truy vết thần tốc, khoanh dùng và giảm dùng đỏ, không để phát sinh ca bệnh mới, đáp ứng kịp thời việc xét nghiệm sàng lọc, giám sát và chẩn đoán phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19. Ngày 11 tháng 9, Phường Vĩnh Mỹ tổ chức ra quân thực hiện xét nghiệm tầm soát SARS-CoV-2 trên toàn địa bàn phường. Toàn phường thực hiện xét nghiệm tầm soát SARS-CoV-2 đồng loạt ở 6 khóm với 16.425 người được test. Việc xét nghiệm được thực hiện trực tiếp tại từng nhà hậu dân trên nguyên tắc đảm bảo 100% người dân sinh sống trên địa bàn phường được tầm soát xét nghiệm SARS-CoV-2, không bỏ sót trùng lập hậu gia đình, đối tượng xét nghiệm tập trung nguồn lực hoàn thành việc lấy mẫu theo đúng thời gian và tiến độ quy định. Việc tổ chức xét nghiệm nhằm ra soát phát hiện kịp thời người mắc COVID-19 tại cộng đồng, đặc biệt là những trường hợp mắc COVID-19 không có biểu hiện triệu chứng lâm sàng để khoanh dùng xử lý, làm sạch cộng đồng, không để dịch COVID-19 lây lan trên địa bàn thành phố. Từ đó đánh giá tình hình dịch bệnh trên địa bàn toàn thành phố để đề ra các biện pháp phòng chống phù hợp với tình hình dịch bệnh tại địa phương trong giai đoạn sắp tới. Cũng trong ngày 11 tháng 9, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 phường Núi Sam tiến hành tổ chức lấy mẫu test nhanh kháng nguyên virus SARS-CoV-2 lần thứ hai cho tất cả người dân trên địa bàn phường. Đây là đợt tầm soát lần thứ hai theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 của thành phố. Ngay từ sáng sớm, tất cả 73 tổ lấy mẫu test nhanh kháng nguyên virus SARS-CoV-2 của phường triển khai rộng rãi ở 10 khóm và hai tổ lấy mẫu khu vực trên núi với 225 tình nguyện viên, xét nghiệm cho 19.759 nhân khẩu với số lượng trên 12.000 mẫu theo phương thức gợp 2, đảm bảo 100% người dân sinh sống và làm việc trên địa bàn phường được tầm soát xét nghiệm. Công tác lấy mẫu diễn ra trước sự đồng tình của người dân, các tình nguyện viên ở các tổ lấy mẫu đảm bảo chất lượng an toàn, đúng theo các yêu cầu kỹ thuật khi lấy mẫu bệnh phẩm và đảm bảo nguyên tắc 5K của Bộ Y tế. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp trên địa bàn thành phố, việc lấy mẫu test nhanh kháng nguyên virus SARS-CoV-2 cho người dân toàn phường là rất cần thiết nhằm kịp thời phát hiện bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng, chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống phù hợp, tạo cơ sở để Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 phường xây dựng dùng xanh nhằm kiểm soát giữ vững mở rộng dùng xanh an toàn trên địa bàn phường, góp phần bảo vệ tốt sức khỏe cho người dân. Cùng ngày 11 tháng 9, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 xã Dĩnh Tế tổ chức lấy mẫu xét nghiệm tầm soát SARS-CoV-2 lần thứ hai cho tất cả người dân trên địa bàn xã. Xã Dĩnh Tế có 1.884 hộ dân với tổng số dân là 6.755 người, có 26 tổ hỗ trợ tham gia lấy mẫu. Các tổ trực tiếp đến tận nhà người dân lấy mẫu test nhanh kháng nguyên sàng lọc SARS-CoV-2 theo phương thức mẫu gập 2 người với số lượng test là 2.275. Nhìn chung, phần lớn người dân đều ý thức chấp hành nghiêm và phối hợp thực hiện, quá trình lấy mẫu được đảm bảo an toàn tuyệt đối. Lực lượng làm nhiệm vụ lấy mẫu và người dân đều thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế. Đây là biện pháp nhằm nhanh chóng sàng lọc F0 ra khỏi cộng đồng và hạn chế nguồn lây nhiễm, ngăn chặn dịch bệnh lây lan, đem lại hiệu quả cho công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn xã, đồng thời bảo vệ sức khỏe an toàn cho người dân. Cũng trong ngày 11 tháng 9, xã Vĩnh Châu tổ chức ra quân thực hiện xét nghiệm tầm soát sars covid 2 trên toàn địa bàn xã. Xã Vĩnh Châu thực hiện xét nghiệm tầm soát sars covid 2 đồng loạt ở 3 ấp với 4.376 người dân được test. Việc xét nghiệm được thực hiện trực tiếp tại từng nhà hộ dân trên nguyên tắc đảm bảo 100% người dân sinh sống trên địa bàn xã được tầm soát xét nghiệm sars covid 2 không bỏ sót trùng lập hộ gia đình, đối tượng xét nghiệm, tập trung nguồn lực hoàn thành việc lấy mẫu theo đúng thời gian và tiến độ quy định. Việc tổ chức xét nghiệm nhằm ra soát phát hiện kịp thời người mắc COVID-19 tại cộng đồng, đặc biệt là những trường hợp mắc COVID-19 không có biểu hiện triệu chứng lâm sàng, để khoanh dùng xử lý, làm sạch cộng đồng, không để dịch COVID-19 lây lan trên địa bàn xã. Cuộc chiến chống dịch Covid-19 đang càng ngày càng căng thẳng, cũng là lúc sức mạnh của sự đoàn kết đồng lòng được phát huy rõ rệt. Để tiền tuyến những lòng an tâm chống dịch, hậu phương nhiều nơi trên địa bàn thành phố Châu Đốc đang ngày đêm chăm lo tương trợ. Trong ngày, thành phố Châu Đốc tổ chức ra quân xét nghiệm SARS-CoV-2 toàn dân đợt 2. Tại bếp ăn của thành ủy Châu Đốc, lực lượng hậu cần thành phố Châu Đốc và các mạnh thường quân bổ sung thêm phần ăn cho lực lượng tham gia test nhanh, thịt kho hộp dịch 1.350 phần, phần ăn lực lượng hỗ trợ gà xào gừng 1.850 phần và dưa hấu, chuối, cam. Lực lượng hậu cần của thành phố sẽ giao, gửi lại Quỹ ban nhân dân phường xã. Hoạt động của bếp ăn thành ủy nói riêng và các công tác hỗ trợ phòng chống dịch của các cán bộ y bác sĩ tỉnh Mạnh Thường Quân, nhà hảo tâm trong thành phố đã quy động được sự tham gia của cả hệ thống chính trị, các tổ chức đoàn thể và có sự vào cuộc của người dân trên địa bàn thành phố, tiếp thêm sức lực cho lực lượng tham gia xét nghiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao nhằm bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng, sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường. Trong mùa dịch này, chúng ta mới thấy tinh thần đồng lòng quyết tâm vì cộng đồng Nhờ vậy trong khó khăn thì càng thêm gắn bó, quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh Thành phố Châu Đốc, phát trên tần số FM 92,1 MHz. Quý vị và các bạn thân mến, thời gian qua lực lượng công an An Giang đã làm tốt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, thực hiện tốt 6 điều Bác Hồ dạy xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân dân, vì dân phục vụ, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 10, xứng đáng là lá chắn thép giữ gìn biên giới tây nam, bảo vệ đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ nhân dân. Đại tá Đinh Giang Nơi, giám đốc công an An Giang cho biết, dịch bệnh đang bùng phát ở nhiều tỉnh trong cả nước, nhất là các tỉnh phía nam. Tại An Giang, dịch bệnh diễn biến hết sức phức tạp. Hầu hết ca nhiễm có nguồn lây từ việc người dân đi từ các tỉnh thành khác về lại An Giang trước tình hình đó công an tỉnh đã có rất nhiều những biện pháp quyết liệt như thiết lập hàng trăm tổ chốt kiểm tra chống dịch trong toàn tỉnh thành lập đại đội truy vết nhằm tăng cường công tác truy vết khoanh dùng dập dịch ở các điểm nóng có dịch trong toàn tỉnh đặc biệt là lập đường dây nóng tiếp nhận tin báo của người dân về tố giác tội phạm và phòng chống dịch từ đó hàng ngày tiếp nhận hàng trăm cuộc gọi tin nhắn có giá trị giúp cho lực lượng công an rất nhiều trong công tác phòng chống dịch và bảo đảm an ninh trật tự qua đó góp phần kiểm soát được dịch bệnh các quỹ, lãnh đạo công an các cấp đã nghiêm túc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, lấy kết quả học tập và làm theo bác là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá, bình xét, phân loại thi đua hàng năm. Đã có hàng trăm mô hình phân diệt thực hiện hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động xây dựng phong cách người công an nhân dân, bản lĩnh, nhân dân, vì nhân dân phục vụ, gắn giới thực hiện các mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc được duy trì thường xuyên phát huy bài học dựa vào vai trò tay mắt của dân trong phòng chống dịch bệnh Covid-19 và bảo đảm an ninh trật tự. Giám đốc Công an tỉnh Đại tá Đinh Giang Nơi chủ động công bố rộng rãi cho báo chí, truyền thông và người dân số điện thoại đường dây nóng của cá nhân thu nhận tin báo tố giác tội phạm, tố giác các hành vi vi phạm về phòng chống Covid-19. Chỉ sau ít ngày công bố, mỗi ngày số điện thoại này đã nhận được hàng trăm cuộc gọi và tin nhắn Zalo của người dân tố giác tội phạm, tố giác các hành vi vi phạm về phòng chống Covid-19 trên địa bàn toàn tỉnh. Đại tá Đinh Giang Nơi cho biết, tôi chủ động công bố số điện thoại của mình để người dân báo tin, vì tôi biết rằng người dân luôn tin tưởng lực lượng công an, trong đó có giám đốc Công an tỉnh sẽ có thể xử lý và giải quyết rất nhanh những tin báo này. Nếu trường hợp vì bận công việc hay bận họp chưa thể trực tiếp trả lời ngay cuộc gọi đến của người dân, thì sau 15 giây cuộc gọi đó sẽ tự động chuyển vào đường dây trực ban Công an tỉnh và lập tức được ghi nhận, sau đó báo cáo ngay lại cho tôi xử lý. Chính vì vậy, mặc dù hàng ngày có hàng trăm tin nhắn và cuộc gọi, nhưng hầu hết đều được tôi tiếp nhận và xử lý đến nơi đánh chốn. Ngoài việc ngăn chặn nguồn lây bệnh từ các tỉnh thành lân cận và trong cộng đồng, An Giang còn phải giữ thật chặt 100 km đường biên giới với Campuchia, không để dịch bệnh lây lan qua lại ở trên tuyến biên giới. Với tinh thần chống dịch như chống giặc, lực lượng công an toàn tỉnh luôn ở trạng thái chiến đấu cao nhất, đồng hành cùng với cả hệ thống chính trị địa phương tiến hành truy vết, khoanh vùng, dập dịch cơ bản từng bước khống chế không để dịch bệnh bùng phát và đồng thời còn đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự ở An Giang. Điển hình như mô hình hai an, an ninh trật tự và an sinh xã hội trong tín đồ Phật giáo Hòa Hảo trên địa bàn tỉnh do Công an tỉnh An Giang ký kết phối hợp Ban trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo. Ban giám đốc Công an tỉnh An Giang và Ban trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo thống nhất đề ra quy chế phối hợp thực hiện theo mô hình hai an, an ninh trật tự và an sinh xã hội trong đồng bào theo đạo Phật giáo Hòa Hảo trên địa bàn An Giang. Ông Nguyễn Tấn Đạt, trưởng ban trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xác định, an ninh trật tự, an sinh xã hội là hai lĩnh vực mà Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo và ngành công an đều cùng chung trách nhiệm, thuộc về mục tiêu chung xây dựng đất nước. Do đó, ban trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo quán triệt sâu rộng trong toàn thể đồng bào Phật giáo Hòa Hảo tỉnh An Giang về ý nghĩa, nội dung của quy chế, tích cực phối hợp với lực lượng công an An Giang triển khai thực hiện quy chế đạt hiệu quả cao. Đại tá Đinh Giang Nơi, Giám đốc Công an tỉnh cũng nhấn mạnh, quy chế phối hợp lần này có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, tạo điều kiện thắt chặt nghĩa tình khi dân cần, khi dân khó của Công an. Giao lưu và gắn kết trách nhiệm trong công tác đảm bảo an ninh trật tự và chăm lo cho người nghèo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết của đảng bộ tỉnh đề ra để quy chế phối hợp trong thời gian tới đi vào hoạt động có hiệu quả giám đốc yêu cầu phát huy vai trò tiên phong của quần chúng tín đồ với việc vận động người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội đẩy mạnh phong trào toàn dân trong bảo vệ an ninh tổ quốc trong tín đồ phải gắn với việc thực hiện các quy ước về an ninh trật tự từng bước tiến tới liên kết an toàn về an ninh trật tự góp phần hình thành thế trận an ninh nhân dân vững chắc đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới khi dịch COVID-19 bùng phát lần thứ tư, công an tỉnh Khẩn trương thành lập 11 tổ công tác trực tiếp xuống các huyện, thị xã thành phố, hỗ trợ theo dõi, chỉ đạo công an địa phương thực hiện các mặt công tác phòng chống dịch. Đồng thời, thành lập đại đội truy vết công an tỉnh gồm 94 cán bộ chiến sĩ và 11 trung đội truy vết cấp huyện để thần tốc truy vết, khoanh vùng dập dịch tại các địa phương khi phát hiện các trường hợp dương tính với COVID-19 thành lập sở chỉ huy tiền phương của công an tỉnh và bộ phận tác chiến điện tử để kịp thời nắm thông tin về các trường hợp nhiễm, nghi nhiễm, chỉ đạo công tác phòng chống dịch. Bên cạnh đó, trước tình trạng nhập cảnh, xuất nhập cảnh trái phép từ biên giới Campuchia về Việt Nam còn diễn biến phức tạp, nhất là số lao động phía Bắc đến địa bàn An Giang tìm cách sang Campuchia, công an An Giang nỗ lực triển khai nhiều biện pháp đấu tranh hiệu quả, kiên quyết trong đấu tranh với hoạt động xuất nhập cảnh trái phép. Công an tỉnh điều tra, truy tố để đưa ra xét xử triệt phá các đường dây đưa người xuất nhập cảnh trái phép, đã xử lý nghiêm minh những đối tượng chỉ vì hám lợi trước mắt đã tổ chức đưa người xuất nhập cảnh trái phép, vừa vi phạm pháp luật, vừa gieo rắc nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng. Theo thống kê của Công an tỉnh, tính từ ngày 1 tháng 5 năm 2020 đến ngày 15 tháng 2 năm 2021, lực lượng công an toàn tỉnh đã phát hiện 74 vụ trên 371 đối tượng liên quan đến hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, đã khởi tố 28 vụ, 38 bị can về các hành vi tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép. Trong đó, nhận bàn giao và thủ lý 6 vụ tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép và một vụ vi phạm quy định về xuất cảnh, nhập cảnh do lực lượng biên phòng khởi tố vụ án chuyển qua. Chuyển diện kiểm sát nhân dân tỉnh chính vụ, 12 bị can và đã đưa ra xét xử 5 vụ, 6 bị can. Sử phạt vi phạm hành chính 88 đối tượng với tổng số tiền trên 221 triệu đồng điển hình phiên tòa xét xử lưu động sơ thẩm ngày 14 tháng 9 năm 2020, Tòa án Nhân dân huyện An Phú đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoài Phương 7 năm tù, bị cáo Salim 3 năm tù, cùng dạy tội tổ chức cho người khác xuất nhập cảnh trái phép. Phương đã tổ chức 7 lần đưa 10 người xuất cảnh nhập cảnh trái phép. Salim đưa khách cho Phương 4 lần, 4 người xuất cảnh nhập cảnh trái phép. Trong đấu tranh với tình trạng xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới, Công an tỉnh tăng cường các biện pháp nghiệp vụ xác lập chuyên án đấu tranh với các đường dây tổ chức và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đồng thời phát động phong trào toàn dân tham gia đấu tranh chống xuất nhập cảnh trái phép vận động nhân dân không tham gia tiếp tay đưa đón người vượt biên trái phép tuân thủ nghiêm các quy định phòng chống dịch covid 19 đại tá Đinh Giang Nơi giám đốc công an tỉnh An Giang cho biết từ đầu năm 2021 đến đầu tháng 8 năm 2021 công an tỉnh phát hiện 66 vụ trên 208 đối tượng xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới trong đó có 7 vụ trên 59 đối tượng người nước ngoài đặc biệt công an An Giang đã chủ động xây dựng phương án kế hoạch xử lý tình huống người Campuchia gốc Việt di cư tự do về Việt Nam trên tuyến biên giới và đường thủy nội địa bố trí hàng trăm cán bộ chiến sĩ, phối hợp lực lượng biên phòng, quân sự, thành lập 211 tổ chốt phòng chống dịch và kiểm soát khép kín toàn tuyến biên giới. Nhiều vụ án đã được đưa ra xét xử nghiêm minh, răng đe, phòng ngừa như vụ tổ chức cho người khác xuất nhập cảnh trái phép liên quan 4 bị cáo. Nguyễn Giang Úc, sinh năm 1987, Phan Tấn Lợi, sinh năm 1988, cùng trú tại quyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Nguyễn Thị Kim Quy, sinh năm 1967, trú tại phường Mỹ Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang và Nguyễn Như Nhỏ, sinh năm 1960, trú tại thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Bốn đối tượng này cùng nhau tổ chức cho nhóm 8 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua biên giới phía Bắc, đã lưu trú tại khách sạn Anh Đào, địa chỉ số 1370, khóm Đông An 4, phường Mỹ Xuyên, thành phố Long Xuyên, xuất cảnh trái phép sang Campuchia để hưởng lợi. Trong quá trình điều tra xác định, Úc cùng các đồng phạm đã 3 lần đưa 47 người Trung Quốc từ tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh đến khách sạn Anh Đào Nghỉ, rồi đưa xuống khu vực biên giới của tỉnh Kiên Giang để xuất cảnh trái phép sang Campuchia. Đào trả công cho Úc 5 triệu đồng một người. Ngày 8 tháng 6 năm 2021, Tòa Nhân dân tỉnh An Giang đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự. Hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Văn Úc 9 năm tù, Nguyễn Thị Kim Quy và Nguyễn Như Nhỏ mỗi bị cáo 7 năm tù và Phan Tấn Lợi 5 năm tù cùng về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép. Ngoài ra, phạt bị cáo Úc số tiền 15 triệu đồng, bị cáo Quy nhỏ mỗi bị cáo 10 triệu đồng, đồng thời buộc giao nộp lại số tiền thu lợi bất chính. Chỉ trong 20 ngày, từ ngày 7 đến ngày 27 tháng 7 năm 2021, Công an An Giang đã liên tiếp khởi tố 4 vụ án hình sự về hành vi làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người liên quan đến các đối tượng Nguyễn Văn Mớm, Tức Mến và Nguyễn Ngọc Sơn, Tức Tý ở thành phố Long Xuyên đối tượng Nguyễn Trung Quân ở huyện Châu Phú và đối tượng Lý Văn Tâm ở thị xã Tân Châu. Nhiều tài xế xe tải cố tình làm lây lan dịch bệnh, gây khó khăn cho công tác phòng chống dịch ở địa phương cũng đã bị truy tố, đưa ra xét xử, như khởi tố vụ án hình sự làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người phát hiện ngày 22 tháng 7 năm 2021 tại bệnh viện mắt tai mũi họng răng hàm mặt An Giang liên quan Nguyễn Ngọc Sơn tự tý sinh năm 1983 ngụ khóm Trung An phường Mỹ Thới thành phố Long xuyên An Giang là dùng nóng của hoạt động buôn lậu trên tuyến biên giới Tây Nam bởi An Giang có đường biên giới tiếp giáp với Campuchia hơn 100 km, hai cửa khẩu quốc tế, hai cửa khẩu quốc gia, địa hình phức tạp với nhiều đường mòn, lối mở, đường sông, kênh rạch thuận lợi cho các loại tội phạm hoạt động. Các đối tượng buôn lậu ngày càng manh động, sẵn sàng đối phó, chống trả lực lượng chức năng khi bị phát hiện bắt giữ. Từ tháng 9 năm 2020, Công an tỉnh An Giang đã tham mưu Ban chỉ đạo 389 tỉnh xây dựng, triển khai, thực hiện kế hoạch liên ngành với 10 tổ công tác gồm các lực lượng công an, bộ đội biên phòng, quân sự, hải quan, quản lý thị trường và trung đoàn cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ thực hiện tuần tra kiểm soát trên khu vực biên giới thuộc địa bàn các huyện An Phú, Tân Châu, Tịnh Biên và thành phố Châu Đốc, phân công rõ trách nhiệm từng lực lượng hỗ trợ lẫn nhau chống buôn lậu, gian lận thương mại. Công an tỉnh An Giang, chủ công là lực lượng cảnh sát kinh tế làm nòng cốt xây dựng các phương án kế hoạch phối hợp với các đơn vị liên quan, các tổ công tác đã đề xuất nhiều biện pháp đấu tranh có hiệu quả, kiểm soát chặt chẽ tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên tuyến biên giới. Trong 7 tháng đầu năm 2021, Công an tỉnh An Giang phát hiện bắt giữ 1.026 vụ buôn lậu, buôn bán, dân chuyển hàng cấm, gian lận thương mại liên quan 466 đối tượng, tăng 26,66% số vụ so cùng kỳ năm 2020, tổng trị giá hàng hóa trên 20,2 tỷ đồng đã khởi tố 25 vụ với 20 bị can, xử lý hành chính 886 vụ, đã quyết định tịch thu 309 vụ không xác định chủ sở hữu. Công an An Giang đã chủ động xác lập các chuyên án đánh trúng, đánh đúng, không có dụng cấm, không có ngoại lệ đối với các đường dây, các đối tượng buôn lậu. Điển hình là chuyên án triệt phá đường dây buôn lậu do Nguyễn Thị Kim Hạnh, tức 10 tường, sinh năm 1969, ngụ tại ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang, cầm đầu. Cùng hàng chục đàn em thực hiện kế đến là vụ phát hiện triệt phá 3 điểm tập kết hàng lậu khủng trên địa bàn phường Vĩnh Quân, thành phố Châu Đốc. Đại tá Đinh Văn Nơi, giám đốc công an tỉnh An Giang cho biết, Đảng Quỹ ban giám đốc công an tỉnh An Giang đã xây dựng nghị quyết chuyên đề về công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu và chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh trật tự trên tuyến biên giới, phải có quyết tâm khắc phục những hạn chế của cơ chế phối hợp giữa các lực lượng, quy rõ trách nhiệm người đứng đầu của các lực lượng không để dẫn đến buông lỏng quản lý, giám đốc công an tỉnh an giang cho rằng người dân dùng biên bị các đối tượng đầu nậu buôn lậu lợi dụng triệt để thậm chí làm lá chắn nhận và chịu trách nhiệm trước pháp luật thay cho những hành vi phạm tội của các đối tượng để làm tốt công tác dân dận dùng biên giới không phải là chuyện dễ dàng không thể làm trong thời gian ngắn phải xuống gần dân sát dân làm cho dân tin nâng cao chất lượng công tác giải quyết xử lý nguồn tin báo tố giác tội phạm cần xây dựng được thế trận an ninh nhân dân dùng biên giới thật vững chắc để mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống tội phạm buôn lậu. Quý vị và các bạn vừa nghe bài Lá chắn thép giữ gìn biên giới Tây Nam kỳ 3 Công an An Giang vì dân phục vụ. Thưa quý vị và các bạn, nghị quyết và các văn kiện của Đại hội 13 của Đảng là sự tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn, kết tinh trí tuệ, ý chí và nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Ngày 13 tháng 8 năm 2021, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang cụ thể hóa và ban hành chương trình hành động 07 về thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Bí thư tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang yêu cầu các cấp ủy Đảng xác định những nội dung trọng tâm, trọng điểm cụ thể hóa nhiệm vụ giải pháp trong Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, phù hợp với đặc điểm tình hình và điều kiện thực tế của địa phương, cơ quan đơn vị, thể hiện sự quyết tâm sáng tạo và đảm bảo tính khả thi thiết thực hiệu quả. Kết quả thực hiện chương trình hành động là cơ sở quan trọng để kiểm điểm, đánh giá tập thể cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan đơn vị hàng năm và cả nhiệm kỳ đồng thời chọn giải pháp đột phá vấn đề nổi cộm bức xúc cần giải quyết, xác định mục tiêu chiến lược cụ thể hóa bằng các đề án kế hoạch có thời gian hoàn thành, có người chủ trì, có chế độ kiểm tra giám sát và báo cáo thường xuyên, thực hiện tinh thần tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, quá trình tổ chức thực hiện gắn với triển khai nghị quyết đại hội 13 của Đảng, nghị quyết đại hội 11 Đảng bộ tỉnh và các chỉ thị nghị quyết chỉ đạo của Trung ương thường xuyên đôn đốc kiểm tra giám sát bổ sung cập nhật chủ trương nhiệm vụ mới đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn đề cao tinh thần chủ động quyết tâm đổi mới sáng tạo đảm bảo chất lượng hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị ở từng cấp độ từng ngành Chương trình hành động đã đề ra nhiều mục tiêu, theo đó tạo sự nhất thống cao về nhận thức và hành động của cấp ủy đảng, chính quyền, ngành, đoàn thể và cán bộ đảng viên nhân dân trong nghiên cứu, quán triệt triển khai, thực hiện nghị quyết đại hội 13 của đảng và nghị quyết đại hội 11 đảng bộ tỉnh. Nâng cao năng lực lãnh đạo của đảng bộ và hiệu quả quản lý của chính quyền, phát huy dân chủ kỹ cương, khai thác mạnh mẽ lợi thế so sánh của địa phương trong liên kết dùng và hội nhập quốc tế, phát triển hài hòa giữa kinh tế giữa văn hóa xã hội, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Giữ vững quốc phòng an ninh, phấn đấu đến năm 2025, kinh tế An Giang thuộc nhóm đầu khu vực đồng bằng sông Cửu Long và đạt mức trung bình cả nước. Đến năm 2030, đạt trên mức trung bình cả nước, tập trung thực hiện có hiệu quả ba khâu đột phá, đầu tư kết cấu hạ tầng, đặc biệt là kết cấu hạ tầng giao thông, phục vụ phát triển công nghiệp và du lịch nâng cao năng lực trách nhiệm của đội ngũ cán bộ cải thiện hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cải cách thủ tục hành chính cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thúc đẩy đổi mới sáng tạo nhằm phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trên địa bàn để thực hiện đạt những mục tiêu trên, chương trình hành động đề ra các nhiệm vụ giải pháp lớn về phát triển kinh tế gian hóa xã hội sẽ tập trung đổi mới mô hình tăng trưởng, đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa, trong đó đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa trên nền tảng của tiến bộ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đồng thời, hoàn thiện toàn diện đồng bộ thể chế, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phát triển con người, thúc đẩy đổi mới sáng tạo chuyển giao ứng dụng và phát triển mạnh khoa học và công nghệ, xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam, quản lý phát triển xã hội bền vững, bảo đảm tiến bộ công bằng xã hội. Song song đó, giữ vững và tăng cường vai trò lãnh đạo chỉ đạo công tác quân sự quốc phòng và an ninh, củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh, sẵn sàng chiến đấu cao, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và đấu tranh phòng chống tội phạm, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa và quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng chỉnh đốn Đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo cầm quyền của Đảng. Để vận dụng triển khai nghị quyết vào cuộc sống có hiệu quả, đòi hỏi các cấp ủy tổ chức đảng, cán bộ đảng viên, nhất là lãnh đạo quản lý và người đứng đầu nêu cao ý thức trách nhiệm, chủ động tự giác, phát huy tinh thần sáng tạo, tránh giáo điều, rập khuôn máy móc. Đồng thời, phát huy sức mạnh sáng tạo to lớn của các tầng lớp nhân dân, đoàn viên hội viên góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của đất nước và của tỉnh. Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến rất phức tạp, với tinh thần chống dịch như chống giặc, bảo vệ sức khỏe tính mạng của nhân dân là trên hết, trước hết. Theo đó, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và nhân dân trong tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng tham gia phòng chống dịch, tìm mọi cách quyết ngăn chặn đẩy lùi bằng được, không để dịch lan rộng, bùng phát trong cộng đồng, bảo vệ sức khỏe tính mạng và chăm lo tốt nhất cho đời sống của nhân dân. Quý vị và các bạn vừa nghe bài đưa nghị quyết Đại hội 13 của Đảng vào cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, chương trình thời sự hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.